Khai ngộ đem lại đời sống hạnh phúc. Người khai ngộ không bao giờ biết đến sự bất mãn, không bao giờ biết đến sự ham muốn, không bao giờ biết đến sự bất hạnh, ít ra cũng không kéo dài lâu. Có thể vào lúc mới tu chúng ta chưa được vững vàng đối với thói quen của mình và đầu óc hãy còn có ưu thế. Cho nên đôi lúc chúng ta có thể nghĩ là mình muốn cái này, cái nọ, nhưng rồi chúng ta liền nhận ra sự sai lầm của mình. Không giống như lúc chưa khai ngộ, chúng ta còn không nhận biết rằng mình có dục vọng, nói chi đến việc chặn đứng nó. Bởi vậy, sự khác biệt rất rõ rệt. Tất cả những điều này sư phụ nói từ kinh nghiệm bản thân. Không có nghĩa là sau khi khai ngộ, quý vị ngồi ngay ngắn, xếp bằng đâu đó trên ghế tràng kỷ, rồi mọi chuyện trở thành thiên đàng. Không. Chúng ta vẫn phải chịu đựng một chút trao đổi về nghiệp chướng, tức luật nhân quả khi còn tại thế. Nhưng chúng ta có một lực lượng vĩ đại ở đằng sau trợ giúp. Mưa gió bão bùng như thế nào chúng ta cũng rất vững vàng, an toàn, yên ổn, mãn nguyện. Bởi vì chúng ta biết rằng không có gì có thể xảy ra cho đời sống vĩnh hằng. Có thể có chuyện xảy ra đối với thân thể, nhưng đối với chân ngã thì không. Nếu chúng ta muốn một thân thể khác, chúng ta tạo ra một thân thể, và đó là cảm giác rất chắc chắn của người khai ngộ. Người khai ngộ làm rất nhiều chuyện nhưng không bao giờ cảm thấy họ làm gì cả. Ngay cả về vật chất, bố thí nhiều thứ nhưng không bao giờ cảm thấy mình là người cho. Chịu đựng nhiều thử thách nhưng không cảm thấy là mình kiên nhẫn. Thỉnh thoảng họ có để lộ cảm xúc, nhưng họ không bao giờ cảm thấy tội lỗi bởi vì nó thích hợp với hoàn cảnh đó. Bởi thế, đường lối của một người khai ngộ là tự do, là vui vẻ và khôn ngoan. Đó là đời sống mà tất cả chúng ta nên nhớ lại, bởi vì đó là chân ngã của chúng ta. Nó không phải là đời sống mà chúng ta nghĩ chúng ta đang có hiện tại, đầy âu lo về mọi chuyện nhỏ nhất. Nào hóa đơn điện, nào tiền điện thoại, và đủ thứ chuyện lặt vặt gây rắc rối cho chúng ta. Sau khi khai ngộ, những hóa đơn dẫn tới, tất nhiên rồi, Thượng Đế không lấy chúng đi bởi vì những thứ này là của quý vị. Nhưng thái độ và phương cách vượt qua những thứ này thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta thấy đời sống dễ thở hơn, thấy dễ đáp ứng với các nhu cầu từ mọi phía hơn. Nếu chúng ta thật sự thành tâm, thành khẩn, tìm kiếm trí huệ của mình, đó là điều sư phụ có thể hứa chắc. Bởi vì sư phụ đã tự mình nhận biết điều này, không phải từ sách vở, không phải từ vị thầy nào hết. Đây là từ kinh nghiệm của chính bản thân sư phụ. Vì thế, bất cứ điều gì sư phụ chia sẻ với quý vị đều tuyệt đối đúng, riêng tư và miễn phí, vì nó là từ sư phụ. Sư phụ không mượn của nhà băng, nên khỏi trả tiền lời. Giờ rồi, quý vị sẽ tự mình nhận biết được tất cả những điều này và nhiều hơn nữa, tùy theo mức độ đòi hỏi của quý vị, tùy vào tầm dốc của công việc của quý vị và tùy các huynh đệ trong vũ trụ cảm thấy nên ban cho quý vị ra sao, do nơi sứ mệnh trong đời này của quý vị hay địa vị của quý vị trên thế giới. Đôi lúc, khi các vị minh sư đạt tới trình độ minh sư, họ trở thành bình đẳng. Dù vậy, quý vị thấy có một sự khác biệt nhỏ giữa các vị minh sư. Quý vị có thể thấy qua những bài thuyết giảng của họ, hay qua sự tiến bộ của đệ tử họ, hay qua cách họ trình bày sự hiểu biết của họ về sự liễu ngộ bên trong. Cho nên, có sự khác biệt nhỏ ngay cả giữa những vị minh sư. Tại sao vậy? Không phải là họ khác nhau về phẩm chất, nhưng vì hoàn cảnh và địa vị khác nhau. Một số minh sư không cần dùng đến quá nhiều, nên ông ta chỉ có chừng ấy, hoặc ông ta chỉ lấy từ bên trong có chừng đó thôi để cho ra. Và các vị minh sư khác trong những trường hợp khác nhau, thế hệ khác nhau, thuộc những quốc gia khác nhau, sẽ cần ít nhiều những phẩm chất khác nhau, những cách thuyết giảng và diễn giải khác nhau. Cho nên chúng ta mới có nhiều cái gọi là học thuyết tôn giáo và nhiều tên gọi cho nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng chúng đều hướng về cùng một chân lý. Sau khi khai ngộ, chúng ta sẽ biết điều đó một cách rất minh bạch.
chúng ta sẽ hiểu rằng nguyên tắc căn bản của tất cả các tôn giáo đều giống nhau. Chúng ta sẽ hiểu được những gì các vị sáng lập tôn giáo giảng dạy lúc họ còn tại thế. Chúng ta sẽ biết Đức Phật và Chúa Giêsu dạy chỉ pháp môn Quán Âm. Chúng ta sẽ biết những gì Lão Tử nói trong Đạo Đức Kinh là về pháp môn Quán Âm, về ánh sáng và âm thanh của thiên đàng, giúp nâng chúng ta lên khỏi những tư tưởng phàm phu, vượt lên tất cả những sự nhỏ mọn của đầu óc điện tử của chúng ta, để chúng ta tiếp xúc được với đẳng cấp tâm thức cao hơn, và rồi chúng ta biết được chính mình. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 14 tháng 4 năm 1993 tại Washington, Hoa Kỳ. Bản tin số 50. Hãy khiêm tốn, biết ơn, kính trọng. Dẫn: làm sao để những người phụng sự Thượng Đế là công cụ tốt hơn cho Ngài? Sư phụ có lời khuyên hoặc thông tin mới nào về mặt vật chất hoặc tâm linh mà sư phụ biết có thể giúp những người phụng sự có khả năng hơn không ạ? Sư phụ: tôi có thể biết, nhưng quý vị có thể không làm nổi. Khiêm tốn, kính trọng. Bởi vì nếu tôi nói như thế có vẻ như dị kỷ. Quý vị phải kính trọng sư phụ của quý vị là người cứu rỗi linh hồn của quý vị và nhiều đời gia đình quý vị. Điều thứ nhất. Điều thứ nhì, quý vị phải khiêm tốn. Quý vị là công cụ, phải luôn luôn biết ơn ân điển của Thượng Đế, là quý vị có thể làm công việc cao thượng này. Đừng bao giờ nghĩ rằng quý vị làm. Vì như vậy, quý vị chặn lại dòng ân điển, chặn lại dòng cảm hứng. Phải luôn luôn khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn và biết ơn, thế thôi. Khiêm nhường hơn. Hãy rèn luyện bản thân như vậy nếu có thể được. Vấn đề là mỗi người đều có ngã chấp. Thật khó để nghĩ rằng không phải là quý vị làm. Quý vị hiểu điều đó, chỉ là không thể thực tập điều đó cho giỏi. Càng thực tập được điều đó, tài năng của quý vị sẽ càng nảy nở và lên những đẳng cấp cao hơn. Đó là điều tôi có thể bảo quý vị. Khiêm tốn, biết ơn, kính trọng. Kính trọng sư phụ của quý vị. Ngài đại diện cho các thiên đàng cao đẳng. Ngài đại diện cho Thượng Đế toàn năng. Quý vị phải kính trọng. Và quý vị sẽ có nhiều công đức hơn, nhiều điều tốt đẹp hơn xảy ra trong đời sống quý vị. Hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn, tiến bộ hơn trong thiền định và trong công việc, trong tài năng của quý vị, bất cứ gì. Và rồi, khiêm tốn. Lòng tôn kính và tri ân cũng được bao hàm trong sự khiêm tốn. Có lẽ nếu quá nhiều đối với quý vị thì chỉ cần nói khiêm tốn. Vậy nhé. Sự khiêm tốn, bởi vì nếu quý vị khiêm tốn thì sẽ cảm thấy biết ơn. Quý vị biết mình không là ai cả. Thì quý vị biết ơn. Biết ơn bất cứ gì quý vị được ban cho, tài năng hoặc bất cứ gì. Và nếu khiêm tốn thì quý vị sẽ biết ơn món quà tâm ấn cứu rỗi linh hồn quý vị mãi mãi. Và nhiều đời, nhiều dòng họ của quý vị mãi mãi. Và nếu khiêm tốn thì quý vị cũng sẽ kính trọng sư phụ của quý vị, đã giúp quý vị vô điều kiện. Do đó, khiêm tốn một chữ thôi. Khiêm tốn, khiêm nhượng. Chúng ta chẳng là gì cả, ngay cả tôi, trong cõi vật chất này. Tôi vẫn rất khiêm tốn. Quý vị không thấy, nhưng tôi có. Tôi luôn luôn cảm ơn tất cả các vị thiên đế. Ngay cả hôm nay, tôi đã nói chuyện với vị thần chiến tranh, hỏi một số câu hỏi và tôi đã cảm ơn ông ấy. Ông ta ở trong thế giới bóng và không phải là vị thần lớn, nhưng tôi vẫn cảm ơn ông ấy với tất cả lòng tôn trọng. Thật vậy, tôi trân trọng chào ông ta và cảm ơn ông đã làm việc giỏi và cảm ơn ông đã trả lời tôi. Nhưng tôi không thể tiết lộ cuộc đàm thoại này. Tôi cũng cần nói chuyện với một số vị thần cai quản quốc gia sở tại. Mỗi quốc gia có một vị thần giám sát việc làm của đất nước. Ông không gây ảnh hưởng gì cả. Ông ấy chỉ ghi nhận thôi. Phải, để ông có thể đưa vào thư viện Akashic. Trong tất cả các hoạt động của con người, không bao giờ có gì mất đi hết. Bất cứ gì quý vị làm, bất cứ gì quý vị nghĩ, bất cứ gì quý vị không làm, tất cả đều ở đó. Chúng ta không bao giờ chối được tội của mình, không bao giờ che đậy được nó.
không bao giờ che giấu được sự minh bạch của bản chất vũ trụ. Chúng ta có thân thể nên chúng ta không cần phải biết quá nhiều về hành vi sai trái hay những tội lỗi giấu giếm của người khác, và đó cũng là một phước lành. Bởi vì nếu biết, chúng ta sẽ bệnh, nôn mửa và sẽ không thể chịu đựng nổi. Bên trong họ, không chỉ bên ngoài. Ngay cả khi nhìn thấy thú vật đau khổ, bị hành hạ như thế, chúng ta đã quá đau khổ rồi. Huống chi, biết hết những suy nghĩ và hành động tội lỗi của mọi người khác. Mắt trần không nhìn thấy. Trong thế giới vật chất này, chúng ta có thân thể vật chất. Đó là một trở ngại, nhưng cũng là một phước lành. Hôm nay, tôi đã nói chuyện, và hôm qua, hôm kia, tôi có nói với một vài vị thiên đế khác nhau về những điều khác nhau. Tôi luôn biết ơn. Tôi thậm chí rất biết ơn chó của tôi khi họ cho tôi biết điều gì đó. Tôi cảm ơn họ. Tôi cảm ơn mấy chú nhện, và tôi đã hứa với họ sẽ đưa họ lên thiên đàng. Ý tôi là kể quý vị chuyện này để quý vị biết rằng tôi không chỉ nói suông, chính tôi cũng làm điều đó. Cho nên tôi mới hiểu sâu xa ý nghĩa đó. Bởi vì nếu chỉ nói suông thì không ảnh hưởng con người cho nhiều lắm. Do đó, tôi nghĩ quý vị có thể đạt lợi ích từ thái độ của tôi, từ trường khiêm tốn của tôi, và quý vị cũng làm như vậy. Hãy cầu nguyện cho điều đó. Nếu thấy mình không đủ khiêm tốn thì quý vị hãy cầu nguyện. Xin cho con khiêm tốn hơn. Khiêm tốn càng nhiều càng tốt, để con có thể phụng sự Thượng Đế, phụng sự chúng sinh đau khổ, làm dơi đi nỗi thống khổ và đau buồn của họ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 29 tháng 4 năm 2020 tại Formosa. Thiên hạ vốn vô sự. Nhớ không, Phật lúc nào cũng có một người quấy rầy Ngài trong mọi kiếp sống, ngay cả khi Ngài đã thành Phật rồi. Ông ta luôn gây rắc rối cho Đức Phật, thậm chí muốn giết Ngài. Ông ta không giết được, nhưng rồi tình cờ cắt một ngón chân của Ngài và luôn gây rắc rối cho Ngài. Nhưng một số kinh điển giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa cố tình làm vậy để Đức Phật sẽ luôn luôn tiến bộ, tiến bộ, tiến bộ trong mọi hoàn cảnh. Trong một câu chuyện sau khi ông hại Đức Phật, ông còn móc mắt Ngài, mắt của Đức Phật, vì ganh tị hay chuyện gì đó. Vì ông muốn làm vua và ông giết anh mình, không giết nhưng móc mắt, để Đức Phật không biết làm gì nữa, không thấy được, không đi được, không trở lại được vương quốc. Rồi ông về nhà, nói dối rằng Ngài đã chết. Sau khi ông làm xong chuyện đó, câu chuyện có lời bình rằng chính Đề Bà Đạt Đa có lẽ trong lòng tự nói với bản thân: ta đã làm một việc tốt, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiều chuyện khác tương tự như vậy, Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù hàng đầu của Đức Phật, luôn cảm thấy vui mừng khi làm xong điều gì đó sai quấy đối với Đức Phật. Bởi vì ông nói là đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, ông cảm thấy tự hào về điều đó. Vì sau đó Đức Phật đã tẩy rửa mọi nghiệp quả còn lại hoặc trở nên từ bi hơn nhờ hoàn cảnh đó. Thay vì cảm thấy thù hận người em, Ngài cảm thấy thương xót ông vì người em quá vô minh, chẳng hạn vậy. Rồi, mặc dù Ngài mất đi cặp mắt trần, Ngài không hề đánh mất linh hồn, Ngài không hề mất lòng từ bi. Cho nên, dù chúng ta trách ma đủ mọi điều, chúng ta cũng phải cảm ơn y. Vì nếu y không gây ra mọi điều sầu khổ, đau đớn như vậy, thì khi ra ngoài, quý vị không thấy nỗi đau. Quý vị không thức tỉnh trước sự vô thường, không cảm thấy thức tỉnh trước cuộc đời vô thường, hoặc quý vị không đánh thức lòng từ bi và tình thương của mình. Khi thấy người bị lạnh, đói, run lẩy bẩy ngoài đường, quý vị không cảm thấy xót thương sao? Quý vị động lòng thương và cố gắng. Có lẽ quý vị có một số quần áo, quý vị đưa cho họ mặc. Hoặc quý vị về nhà, mang cho họ một số thức ăn, thấy không? Tốt cho quý vị, phải không? Nếu ma chăm sóc mọi người, nơi đây đã là thiên đàng rồi. Tôi cần ngồi đây để làm gì? Quý vị cần đi ra ngoài làm việc từ thiện để làm gì? Vì vậy, dù y là người xấu hay người tốt,
Y tốt cho quý vị. Chính chúng ta phải làm người tốt, không cần bận tâm về ma. Nếu mình xấu, mình mới nên lo lắng. Ma xấu, mình không cần phải lo. Cho dù không thể kềm chế ma, chúng ta không nên bận tâm về y. Hãy lo rằng chúng ta có xấu hay không, hiểu chứ? Vậy thì cảm ơn quý vị, có đúng không? Nên mọi người trên thế giới này, hoặc người gần bên, xấu hay tốt, thật sự là vì lợi ích cho chúng ta. Tiếng Anh họ có câu, tôi đã là vậy, vì bạn là vậy. Tôi là vậy, để bạn sẽ là thế. Đại khái vậy, hiểu chứ? Có lẽ đó là lời nói trí huệ. Ai đó góp nhặt trí huệ này và nói cho chúng ta một câu ngắn như vậy. Nên thật sự chúng ta, quý vị và tôi, chúng ta đều kết nối. Tất cả chúng ta giúp đỡ lẫn nhau bằng cách nào đó, tốt hay xấu, để chúng ta có thể tiến bộ, phát triển trong sự tiến hóa tâm linh của mình. Do đó, hãy nhìn tất cả bằng thái độ đó. Trước đây, tôi đã kể câu chuyện về một anh chàng. Mỗi khi thấy người say rượu bên ngoài, anh thay đổi, trở thành người tốt hơn. Người ăn xin say rượu và đáng thương luôn ngồi bên ngoài, ở nơi anh chàng đó đi ngang qua. Người ăn xin ngồi ở đó để giúp anh chàng đó nhớ, để nhắc nhở điều gì đó mà anh thậm chí không nhận ra. Nhưng anh đã cải thiện, ít ra anh sẽ không trở thành người say rượu, vì anh biết khi nhìn người đó uống rượu rất nhiều và trở thành người ăn xin, ngồi bên đường trong thời tiết lạnh, không có nhà, không có tình thương, không có gì cả. Gương xấu là để nhắc quý vị đừng làm như thế. Gương tốt là để cho quý vị noi theo. Vậy thì tất cả đều tốt, thiên hạ vốn vô sự. Chỉ cần tốt thì mọi việc đều tốt. Rồi quý vị có thể thấy mọi thứ rõ ràng hơn và hiểu ra rằng hoàn cảnh thật không phải ở đó để cho chúng ta không ưa và phàn nàn. Mặc dù đôi khi tôi nói tôi không thích ghế sofa đó, nhưng tôi không có ý đó. Đó là cách chúng ta nói về mấy thứ trên thế gian này. Thật ra tôi không nên nói vậy, chỉ là thói quen. Tôi học từ quý vị. Lúc ra đời tôi chưa bao giờ nói những câu như vậy, có không? Sau đó chúng ta lớn lên và mọi người nói này nói nọ, và rồi nó khắc ghi vào đầu óc, rồi chúng ta nói giống như vậy. Nhưng từ nay trở đi, hãy cố gắng nói những điều khẳng định, dùng những từ ngữ khẳng định. Thay vì nói, tôi cảm thấy bệnh quá, chỉ nói tôi không được khỏe, hoặc tôi không khỏe, hoặc tôi sẽ khỏe hơn, tôi sẽ khá hơn. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Formosa.